Khi mà nhận được cái tin là đã bắt được kẻ tình nghi thì tôi cũng nói với con tôi là cũng đã cảnh sát đã tìm thấy kẻ tình nghi và sẽ cùng bố đi sang bên này để tìm ra sự thật đấy để cho con có thể được siêu thoát.